Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khai Quang Vật Phẩm Phong Thủy. Quý vị thân mến, hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn biết một con giáp còn trong năm 2021 cũng bị hạn thái tuế. Đó chính là Sửu. Tuổi Sửu năm 2021 sẽ như thế nào? Bước sang năm tuổi của mình, tuổi Sửu lâm vào cục diện là trực thái tuế. Vận trình trong năm chịu sức ép lớn của thái tuế năm 2021 nên gặp khá nhiều trở ngại và sẽ thách thức. Có câu là đương đầu thái tuế vô phúc liền có họa, tai ương thì khó tránh, tai họa thì có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vậy nên là bạn hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế để có thể được may mắn bình an quý vị nhé. Về công việc sự nghiệp năm 2021 của tuổi Sửu như sau. Tuổi Sửu năm 2021 đương số sẽ có cảm giác bận ngập đầu, lúc nào cũng tất bật vất vả bởi cái tỷ kiên chia phối. Việc gì cũng muốn làm vì nhìn đâu cũng thấy tiềm năng cơ hội, không lúc nào để mình trong trạng thái là nhà rảnh rỗi. Mặc dù có khả năng chịu áp lực rất tốt, song tuổi Sửu chưa biết cách lựa chọn phương thức làm việc lý tưởng, thành ra là hiệu quả công việc chưa thực sự tối ưu. Tuy nhiên là nếu nắm bắt được cái điểm này và tìm cách khắc phục thì tuổi Sửu sẽ đạt được mục tiêu như mong muốn, thậm chí là lội ngược dòng thành công trong nhiều tình huống. Có thời điểm hội tụ nhiều hung tinh trong năm, công việc của bản mệnh mất kiểm soát, có thể sẽ gặp phải thất bại khá nghiêm trọng, lại có phá thái tuế chủ về sự cản trở tiểu nhân quấy phá, gia tăng phiền phức. Theo đó thì làm gì cũng cần phải tỉnh táo, có phương án phòng bị để tránh gây rước cái phiền phức vào bên mình. Về quan lộ, lộ trình thăng tiến trong năm 2021 của tuổi Sửu như sau. Theo phong thủy lộc tài thì năm 2021 chưa thấy điểm nào nổi bật về quan niệm của người tuổi Sửu. Lộ trình thăng tiến cũng khá nhạt nhòa, cần phải nỗ lực gấp nhiều lần so với trước thì may ra mới đạt được mục tiêu. Nguyên do là bởi tuế can thực thần đại diện cho sự tự do tự tại. Thực thần thì lại khắc quan tinh, ám chỉ không có sự thúc ép hay ràng buộc từ phía lãnh đạo, bản mệnh cũng sẽ ung dung làm việc. Chính vì thế mà động lực phấn đấu bị gián đoạn, khó thăng tiến tự nhiên. Đối với tài lộc thì trong năm đương đầu thái tuế, tài lộc của tuổi Sửu có nhiều biến động khá lớn. Khi được rất nhiều, nhiều lúc cũng mất không hề ít, áp lực kinh tế thì lớn hơn nhiều so với năm 2020. Vì thế hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể thì mới tránh được cái tình trạng phá tài. Bên cạnh đó thì năm Tân Sửu tuế can lộ xuất thực thần, báo hiệu tuổi Sửu có xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống, đời sống tinh thần phong phú hơn. Thực thần cũng là tinh tú chủ về nguồn tài lộc, đối với những ai mà có mệnh lý về tài tinh thì hứa hẹn sẽ có một năm vượng tài, làm ăn tấn tới, có bước đột phá lớn. Ngược lại thì nếu mệnh chủ chưa tài tinh thì chỉ đơn giản là thích hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Điều đó thì đồng nghĩa với việc tăng chi phí để có thể thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình. Quý vị thân mến, kim bài thái tuế năm 2021 Tân Sửu để hóa giải vận hạn của thái tuế năm 2021. Đây ạ. Kim bài thái tuế năm 2021 được mạ vàng 10K, trên thì có in hình thái tuế niên năm 2021 là ngài Dương Tín đại tướng quân. Mặt sau thì có khắc bát quái thất tinh bắc đầu kèm theo cái niên hiệu của thái tuế năm 2021. Khi mang theo kim bài thái tuế bên mình sẽ được ngài che chở trong suốt năm 2021 này. Từ đó thì công việc sẽ hành thông và thuận lợi hơn. Trong phong thủy thì từ xưa đến nay mỗi khi năm mới đến sau lễ cúng giao thừa, người ta sẽ thường sử dụng một kim bài thái tuế mang theo bên mình để có thể nghênh đón thái tuế xua cát tị hung, đón may mắn và lộc tài cho năm 2021. Kim bài thái tuế này sẽ được thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt khai quang trì chú và xem ngày giờ cát lành cho bạn khi sử dụng. Kim bài thái tuế bạn có thể để trong ví, trong túi sách, trong bóp hoặc là sau ốp điện thoại cũng rất là được, bởi vì là những này là những cái vật dụng có thể mang theo bên mình để ngài luôn che chở độ trì cho chúng ta. Muốn thỉnh cái vật phẩm kim bài thái tuế này, quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay tới số hotline 0989 349119 hoặc số 0392936336 để có thể là trực tiếp được thỉnh cái vật phẩm này. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng có thể là mua vật phẩm này trên website phongthuymaymắn.vn. Rất là đẹp đúng không ạ? Nhỏ bé gọn, màu vàng rất là đẹp. Còn cách thứ ba đó là các bạn có thể để lại thông tin ngày tháng năm sinh, số điện thoại cụ thể, địa chỉ cụ thể. Thì các bạn bên đội hỗ trợ tư vấn sẽ giúp quý vị và các bạn đặt hàng vật phẩm này. Kim bài thái tuế năm 2021
hóa giải vận hạn của năm 2021 này. Chúc quý vị và các bạn sẽ luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Và đừng quên là thỉnh ngay cho mình một cái kim bài thái tuế để có thể là hóa giải vận hạn, hóa giải cái sự đen đủi trong năm 2021 Tân Sửu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.